Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, mùa giải 2020 do biến động của dịch Covid-19, thể thức thi đấu của V-League đã có sự thay đổi. Thay vì đá vòng tròn 2 lượt để tính tổng điểm thì các đội đá vòng tròn 1 lượt. Sau đó thì 8 đội đầu bảng ở giai đoạn 1 được xếp vào nhóm A sẽ bước sang giai đoạn 2 đá vòng tròn 7 lượt để tranh chức vô địch. 6 đội xếp từ thứ 9 đến thứ 14 được gom vào nhóm B sẽ đá vòng tròn 5 trận để đua trụ hạng. Như vậy thì ở nhóm tranh chức vô địch sẽ đá tổng cộng là 20 trận, đội ở nhóm đua trụ hạng sẽ đá tổng cộng là 18 trận. Hai đội ở hai nhóm khác nhau sẽ không có cơ hội để đá với nhau ở giai đoạn 2 nữa. So với mùa giải 2020, thể thức thi đấu của V-League 2021 đã có sự thay đổi nhỏ. Theo đó thì 14 câu lạc bộ thi đấu làm hai giai đoạn theo hình thức thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi giai đoạn để tính điểm và xếp hạng. Sau khi giai đoạn 1 khép lại với 13 vòng đấu thì các câu lạc bộ sẽ được phân thứ hạng dựa theo số điểm. Hai đội nếu như bằng điểm thì sẽ xét đến chỉ số phụ lần lượt theo các tiêu chí là hiệu số bàn thắng thua ở tất cả các trận đấu, tổng số bàn thắng, tính điểm fair play và cuối cùng mới là bốc thăm. Nhóm tranh chức vô địch năm nay chỉ gồm có 6 đội xếp từ thứ 1 đến thứ 6 theo thành tích đạt được ở giai đoạn 1. Đội xếp từ thứ 7 đến thứ 14 sẽ thi đấu ở nhóm B để tránh suất xuống hạng. Giai đoạn 2 vẫn sẽ tính tổng điểm ở cả hai giai đoạn cộng lại. Đối với nhóm tranh chức vô địch thì đội xếp nhất sẽ đoạt được chức vô địch. Các thứ hạng lần lượt theo vị trí đạt được ở trên bảng xếp hạng sau hai giai đoạn. Đối với nhóm đua trụ hạng thì đội xếp cuối sẽ xuống chơi ở giải hạng nhất. Đội vô địch giải hạng nhất sẽ lên chơi V-League. Đội xếp thứ 13 thì sẽ tranh tấm vé chơi ở V-League 2022 ở trận đấu playoff với đội xếp thứ nhì của giải hạng nhất năm 2021. Với thể thức thi đấu như hiện tại thì Hà Nội FC đang ở thế lâm nguy. Sau trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai chiều ngày hôm qua 18 tháng 4 trên sân Pleiku thì họ mới chỉ có được 13 điểm sau 10 vòng đấu, xếp ở vị trí thứ 8 ở trên bảng xếp hạng. Đội bóng thủ đô kém vị trí thứ 6 hiện tại của Nam Định là 2 điểm. Khi mà giai đoạn 1 chỉ còn có 3 vòng đấu nữa thì đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc buộc phải thắng cả 3 trận còn lại để nắm được quyền tự quyết cho cuộc đua đến top 6. Để có thể giành được chức vô địch thì Hà Nội FC phải toàn thắng ở các trận còn lại trong trường hợp mà họ lọt vào nhóm đua danh hiệu vô địch, đồng thời là mong Hoàng Anh Gia Lai sẩy chân 4 trận. Điều kiện này xem chừng là quá khó cho các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong quá khứ thì Hà Nội FC đã từng nhiều lần ngược dòng rất ngoạn mục. Mùa giải năm 2009, Hà Nội TNT, tiền thân của Hà Nội FC, xếp bét bảng sau lượt đi. Sau khi thay huấn luyện viên Triệu Quang Hà bằng huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, thì đội đã lột xác một cách ngoạn mục để vươn lên hạng tư chung cuộc. Mùa giải 2016, Hà Nội xếp ở nhóm cuối sau 5 trận đầu, trước khi bứt phá dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm để vô địch ngay trước mũi câu lạc bộ Hải Phòng. Song những cuộc bứt tốc mà một số người gọi là thần kỳ của Hà Nội FC xuất hiện khi mà giải đấu này còn diễn ra ở thể thức cũ. Với 26 vòng đấu, các đội có nhiều cơ hội để sửa sai. Mùa này V-League chỉ còn 18 vòng để đua vô địch, ít hơn 8 trận so với mùa giải thông thường với những đội cạnh tranh ngôi vương. Sẩy chân ở 3 trận tới thì Hà Nội FC chắc chắn là sẽ hết cơ hội. Ngoài ra, ưu điểm lớn nhất của thể thức mới không chỉ là cắt giảm số trận đấu và kịch tính hóa mùa giải, mà còn góp phần triệt tiêu những tin đồn về các liên minh ngấm ngầm nâng đỡ nhau, khiến cho các trận đấu trở nên một mất 10 ngờ. Bầu Hiển, bố của chủ tịch Đỗ Vinh Quang bên phía Hà Nội FC, đã từng cao hứng thưởng tiền cho cả cầu thủ Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam lẫn Sài Gòn FC. Ông từng có mặt trong lễ xuất quân của câu lạc bộ Quảng Nam và trao bảng tiền thưởng cho đội bóng khi ấy được huấn luyện bởi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, người sau đó đã về làm huấn luyện viên kiêm giám đốc kỹ thuật ở tại Hà Nội FC. Bầu Hiển thưởng tiền cho SHB Đà Nẵng một số tiền rất lớn vì đã cầm hòa Viettel ở sân hàng đấy, rồi thưởng cho thủ môn Phạm Văn Phong của Sài Gòn FC tới 20 triệu đồng vì đã thi đấu tốt. Chủ tịch Sài Gòn FC khi ấy là ông Dương Nghiệp Khôi, sau đó đã trở về làm giám đốc đào tạo bóng đá trẻ ở Hà Nội dưới quyền của Bầu Hiển, rồi hiện giờ đang công tác tại câu lạc bộ Quảng Nam. Các huấn luyện viên ở trong nhóm này được đổi chỗ và luân chuyển như cơm bữa. Huấn luyện viên Võ Đình Tân của Sana Khánh Hòa đã từng nói rằng nhiều đội ở V-League có phe cánh và liên minh lợi ích với nhau. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của câu lạc bộ Quảng Nam thì nói chuyện ba đi ba về ở bóng đá Việt Nam là có thật. Giai đoạn 10 năm từ mùa giải 2009 đến 2019, chỉ hai lần chức vô địch V-League là nằm ngoài nhóm các đội bóng được cho là ràng buộc lợi ích,
đó là cú đúp vô địch của BKMX Bình Dương vào năm 2014 và 2015. Mùa giải 2012, dư luận cũng đã từng phẫn nộ khi mà Hà Nội TNT đã cố thủ cầm hòa Sài Gòn Xuân Thành để cho SHB Đà Nẵng lên ngôi, dù rằng nếu như thắng thì đội bóng thủ đô sẽ vô địch. Mùa giải 2017, Hà Nội FC dẫn trước Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0 ở vòng cuối. Nếu như thắng trận đấu đó thì Hà Nội FC sẽ xưng vương. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lại để hòa 4-4 chung cuộc, tỷ số vừa đủ để cho Quảng Nam đăng quang. Dù vậy, câu chuyện 3 đi 3 về không thể lặp lại khi mà giải đấu diễn ra theo kiểu đánh lại ván cờ sau giai đoạn 1 như mùa giải năm nay. Mùa giải 2020, Quảng Nam và Đà Nẵng bị rơi xuống nhóm dưới, không còn có điểm số từ những trận đấu mù mờ. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã ngậm ngùi chơi ở giải hạng nhất. Ngược lại thì ván cờ tàn ở giai đoạn 2 đã khiến cho Hà Nội FC không tích lũy đủ điểm số để có thể bắt kịp với câu lạc bộ Viettel. Người hâm mộ đã từng chứng kiến ở mùa giải 2020, khi đó Hà Nội FC đã cố gắng để nhoai lên đỉnh bảng xếp hạng bằng chiến thắng trước Sài Gòn FC ở trên sân Hàng Đẫy và vùi dập Than Quảng Ninh ngay tại sân khách Cẩm Phả. Thế nhưng cuối cùng thì đội bóng nhà bầu Hiền đã phải hít khói nhà vô địch Viettel khi mà trước đó bị chính đội bóng Áo Lính cầm hòa ở vòng 2. Hà Nội FC khi đó đã rơi vào thế không thể làm gì được, dù có thắng Quảng Ninh đến bao nhiêu bản đi nữa thì vẫn phải về nhì. Do giải đấu được chia thành hai nhóm sau nửa mùa, các đội không thể nhường nhịn nhau được nữa, bởi không chắc rằng giai đoạn sau còn có cơ hội để gặp nhau để trả nghĩa nữa hay không. Đội nào cũng sẽ phải gồng mình lên để chiến đấu để sinh tồn. Khi mà Quảng Nam xuống hạng rồi Sài Gòn FC thải loại 21 cầu thủ và đổi chủ thì số đội được cho là cùng liên minh lại càng ít hơn nữa. Những trận đấu lạ kỳ như kiểu thảm bại 0-4 của Than Quảng Ninh trước Hà Nội FC vừa rồi sẽ dần ít đi. Ở mùa giải khắc nghiệt như thế này thì đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ không thể chờ đợi đội nào cũng đá hời hợt như Quảng Ninh được. Các đội ở V-League dù có ân tình với nhau đi chăng nữa cũng phải thi đấu theo kiểu sống mái và quyết tâm. Đặt ở trên bàn cân sòng phẳng về thực lực thì Hà Nội FC cũng không còn mạnh như vốn dĩ nữa. Sau 10 trận, đội bóng thủ đô đã thua đến 5 trận và chỉ ghi được 1 bàn trong những trận thua này. Sau cùng, khi mà tính chiến đấu và cạnh tranh của các trận đấu đã trở lại, thì khán giả cũng tin tưởng hơn vào sự trung thực của bóng đá Việt. Tại sao câu lạc bộ Nam Định dù rằng họ khó khăn trăm bề, cổ động viên vẫn đến phủ kín ở sân Thiên Trường? Đó là giá trị của niềm tin, bởi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đá sạch, thắng thật mà thua cũng thật. Tương tự đó là Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Niềm tin là thứ không thể mua được bằng tiền. Sự sạch sẽ chỉ được tinh chỉnh dần dần mà thể thức mới của V-League hiện giờ đang chính là liều thuốc tiên của bóng đá Việt. Và cũng chính ở thời điểm này đang là khúc cua định mệnh của V-League 2021. 5 trận đấu vừa qua, Viettel đã theo chân Hoàng Anh Gia Lai là một lèo 5 trận thắng và đã chắc chỗ ở trong nhóm top 6 để đua vô địch ở giai đoạn 2 và biến vòng 10 V-League trở thành khúc cua quyết định cho V-League 2020. Dù rằng thủng bàn đầu tiên sau 4 trận liền giữ sạch lưới, thế nhưng Viettel qua trận đá sớm ở vòng 10 thắng Quảng Ninh 2-1, họ đã cho thấy rằng họ đã lấy lại được toàn bộ nhịp điệu chơi bóng, yếu tố làm nên chức vô địch mùa giải 2020. Trong 5 chiến thắng vừa qua, nhà đương kim vô địch chỉ thắng đậm Sài Gòn FC với tỷ số 3-0, còn lại thì đều thắng với tỷ số cách biệt tối thiểu, bao gồm 3 trận có tỷ số 1-0. Nhưng như vậy là đủ để họ có thể đạt mốc 7 chiến thắng từ đầu mùa, qua đó đảm bảo một suất ở trong top 6. Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng gần nhất của Viettel lại diễn ra ngay trước Quảng Ninh, đối thủ được gọi là cạnh tranh trực tiếp. Vì thế nhà đương kim vô địch không chỉ lọt vào top 6, mà Viettel còn mở ra cơ hội cho nhiều đội khác ở trong cuộc đua tranh 4 tấm vé còn lại. Nam Định là một trong số đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã lấy trọn 3 điểm ở thành phố Hồ Chí Minh sau vòng đấu thứ 10. Bây giờ họ đã đạt được 15 điểm, chỉ kém 3 điểm so với Quảng Ninh, đội mà họ sẽ đối đầu ngay ở vòng kế tiếp vào ngày 27 tháng 4. Đấy chính là điểm khác biệt ở thể thức thi đấu của V-League năm nay. Mạnh hay yếu đôi khi không quan trọng bằng tính thời điểm. Các trận đấu trực tiếp bây giờ mang yếu tố của một trận cầu 6 điểm. Một đội có thể là bị đánh giá thấp, nhưng nếu như đủ điểm để lọt vào top 6 thì tự nhiên sẽ trở thành ứng cử viên vô địch, bất kể là họ có đặt mục tiêu ấy hay không. Và ở chiều ngược lại cũng thế. Hoàn cảnh khốn khổ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay là Sài Gòn FC đã nói lên tất cả. Nếu như hai đội này có tìm được nhịp điệu chơi bóng để phục hồi năng lực thì họ vẫn chẳng thể tự quyết định được số phận. Nếu như trong 3 vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1, họ không có các trận cầu 6 điểm nơi mà người thắng không chỉ vượt lên mà còn đẩy kẻ thua xuống bên dưới mình thì e rằng sẽ còn rất chật vật trong nửa cuối của mùa giải. BKMX Bình Dương là một ví dụ nữa,
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã xin rút lui dù rằng đội bóng đất thủ vẫn đang có cơ hội rất lớn để lọt vào top 6 với vị trí thứ 5 và 16 điểm. Tuy nhiên, trong 3 trận đấu còn lại, Bình Dương lần lượt gặp Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù rằng họ có đạt kết quả tốt đi chăng nữa thì Bình Dương cũng khó lòng lọt vào top 6 nếu như các đội xếp trên họ cũng làm được điều tương tự. Yếu tố đối đầu ấy cũng chính là điểm nhấn quan trọng nhất của trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Chiến thắng của Viettel ở trận đá sớm tại vòng 10 đã khiến cho cuộc đấu ở trên sân Pleiku không còn là cuộc so tài giữa những tuyển thủ quốc gia, giữa hai ông bầu nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam mà còn mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội bóng, bởi ai thắng ở trong trận đấu này cũng có thể làm được việc nhất tiễn hạ song điêu. Với Hà Nội FC thì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để họ lọt vào top 6. Mới thắng được 4 trận, đội bóng của Bầu Hiển cần ít nhất là 3 chiến thắng nữa mới có thể chắc chỗ ở trong top 6, trong khi 3 vòng đấu còn lại của họ đều không còn bóng dáng của những người quen để cho Hà Nội FC có thể đạt mục tiêu dễ dàng như hôm hạ Quảng Ninh được. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.